Đây là nhà thờ, cũng là nhà tiểu chuẩn huyện, nhà sổ sách, nhà in sách đầu tiên trong ba nhà sách lớn nhất đầu tiên từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 17. Chùa Ba Nước Mặn nổi tiếng cũng là nhờ đến tiêu chuẩn huyện, nhà in nhà sách này đã soạn văn soạn thảo khảo cổ, viết ra một tiểu sử lịch sử bề dày của cảng thị nước mặn. Nói đến cảng Chùa Bà Nước Mặn, cảng thị nước mặn thì không thể nhắc đến nhà thờ, nhà thờ thư chuẩn huyện của làng Sông ở Phước Tận. Nhờ nhà sách, nhà in bây giờ cảng thị nước mặn đã nổi tiếng, đã soạn thảo in sách và viết bài cho cảng thị nước mặn. Nhà thờ này ngày xưa nằm ở cây đa 16 nhánh thuộc thôn An Hòa, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ngày xưa nhà thờ này mượn nhà của ông Võ Cự Anh đỡ tiền giáo các linh mục và dạy chữ. Ban ngày ông Võ Cự Anh dạy tiếng Anh, ban đêm họ mượn lại cái ngôi nhà trống để dạy và tiền giáo đạo giáo. Chính nơi đây đã in
hàng ngàn cuốn sách và những tập thơ của nhà thơ Xuân Diệu và hàng mật tử và của Tần Thị Lệ Thu, nhà các nhà thi sĩ đã soạn bài rồi đưa cho nhà in nổi tiếng Làng Sông đỡ in những tập thơ, hàng ngàn cuốn sách và hàng ngàn bài thơ, cũng viết các bài báo liên quan bờ dì lịch sử di tích dấu vết. Và các nền tảng di sản văn hóa của tỉnh Bình Định. Đây là thư viện chuẩn, tiểu chuẩn thư viện, cũng là cái nơi phơi phai chữ quốc ngữ đầu tiên ở tỉnh Bình Định và cội nguồn chữ quốc ngữ Cảng Thị Nước Mặn. Hiện giờ làng Nước Mặn vẫn còn sót lại một ngôi nhà cổ, đó là ngày xưa là ông Võ Cự Anh dạy học và các điền giáo mượn, ban đêm mượn, trong điền giàu mượn để dạy học chữ và điền giáo, và cây đa một số nhánh là ngày xưa là cái nôi cội nguồn chữ quốc ngữ đầu tiên ở Bình Định và cũng đầu tiên ở Cảng Thị Nước Mặn, bây giờ gọi là chùa Bà Nước Mặn. Do bởi thời gian biến đổi, chiến tranh thay đổi thì sập hết ở mấy đất bồi biển bồi thì họ mới di dời vào Phước Thuận để làm một nhà thờ lớn để truyền giáo. Chính nơi đây ngày xưa Pháp, Ý và Buri và Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, các nước phương Tây đến đây chủ yếu là kinh doanh buôn bán thuyền bè và các dòng họ, các dòng tên thừa sai đã đặt chân đến đây và truyền giáo cho ngôn ngữ Việt Nam đầu tiên gọi là chữ quốc ngữ.
nhà thư viện tiểu chuẩn huyện là cái nơi cội nguồn thai nghén, cũng là cội nguồn chữ quốc ngữ đầu tiên ở tỉnh Bình Định và cũng đầu tiên ở cạn thị nước mặn để viết ra và in những tập soạn văn bờ về lịch sử của cạn thị nước mặn. Ngày xưa nhà thư viện này nằm ở thôn An Hòa, xã Phúc Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Hiện giờ là cây đa 16 nhánh ở An Hòa, xã Phúc Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Cây đa 16 nhánh biểu trưng cho 16 nhóm linh mục các nước phương Tây: Bồ Đào Nha, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Brazil, Đức. Nơi đây phong cảnh rất là đẹp. Nếu các bạn về đây chụp hình lưu niệm và kỷ niệm thì về đây chụp thì có thể là lý tưởng.
Đây đây còn có một hồ nước nuôi cá, hồ sen nuôi cá. Các bạn thông cảm, hôm nay trời thời tiết trời mưa, quay hình ảnh nó không được đẹp. Ngày 18 tháng 1 năm 1615, Ba Thừa sai dòng tên từ Ma Cao đến đặng công tại cửa hàng Đà Nẵng. Tháng 7 năm 1618, nước mặn là cư sử đầu tiên của dòng tên được thành lập tại Đàng Tâm ngày 9 tháng 9 năm 1900 ngày 9 tháng 9 năm 1659, Tòa Thánh thành lập hai giáo phận Đàng Ngoài và Đàng Trong. Từ giáo phận Đàng Tâm tiền thần giáo phận Quy Nhơn ngày 11 tháng 3 năm 1844 chia ra thành hai phận giáo Tây Đàng Trong Sài Gòn và giáo phận Đàng Trong Quy Nhơn ngày 27 tháng 8 năm 1850. Giáo phận Đàng Trong được chia thành giáo phận Bắc Đàng Trong Hớ và giáo phận Đàng Trong Quy Nhơn ngày 3 tháng 12 năm 1924. Phận giáo Đàng Trong, phận giáo Đông Đàng Trong được gọi là phận giáo Quy Nhơn. Từ phận giáo Quy Nhơn ngày 18 tháng 1 năm 1931 thành lập phận giáo Công Tâm ngày 5 tháng 7 năm 1957, thành lập phận giáo Nha Trang ngày 18 tháng 1 năm 1963, thành lập phận giáo Đà Nẵng ngày nay phận giáo Quy Nhơn gồm 3 tỉnh Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên.